sao chúng ta hãy cùng tôn vinh những gương mặt mới nổi trong giải thưởng Rising Artist. Và ngay sau đây là các đề cử. Rising Artist Hanbin Ngô Ngọc Hưng là Gen Z Việt hiếm hoi thành công debut làm thần tượng K-pop. Hanbin Ngô Ngọc Hưng truyền đi thông điệp hãy cứ mạnh mẽ theo đuổi ước mơ. Hoàng và giải thưởng dành cho Hanbin. Xin chúc mừng Hanbin Ngô Ngọc Hưng. Không biết là ở thời điểm này Hanbin có đang theo dõi trực tuyến chương trình của chúng ta khi mà cách chúng ta 2 múi giờ hay không, nhưng mà anh ấy có gửi một tâm sự về. Và sau đây hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của Hanbin Ngô Ngọc Hưng. Xin mời. Xin chào, mình là Hanbin. Xin chào tất cả mọi người, mình là Hanbin đây ạ. Mình vừa mới nhận được thông báo là mình đã nhận được giải thưởng WeChoice Award 2023 hạng mục Rising Artist. Thật sự là Hanbin đang ở rất là xa và không thể đến tham dự sự kiện lần này được. Thế nên là hiện tại đang rất là run, rất là hồi hộp, rất là vui và hạnh phúc nữa. Cảm ơn mọi người đã yêu mến và ủng hộ Hanbin trong suốt thời gian vừa qua. Và đặc biệt nhất, mình muốn cảm ơn đến tất cả các bạn fan hâm mộ của chúng mình. Các bạn ai? Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúng mình vẫn đang hết sức chăm chỉ, hết sức làm việc để có thể cống hiến cho mọi người những sản phẩm âm nhạc tuyệt vời hơn nữa trong tương lai. Và có thể cho mọi người cảm nhận được những khía cạnh đặc biệt hơn của chúng mình nữa. Và mong mọi người sẽ ủng hộ Hanbin cũng như là Tempest trong thời gian tới nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại. Và một lần nữa